cách thành phố Hồ Chí Minh gần 200 km. La Ghi vừa thuận tiện trong di chuyển, lại có nhiều điểm tham quan nổi tiếng như Dinh Thầy Thím, Ngảnh Tam Tân, Mỏm Đá Chim hay nằm nghe sóng vỗ ở bãi biển Đồi Dương. La Ghi thu hút khách du lịch nhất là vào mùa hè. Tuy nhiên, thời tiết những ngày cuối thu cũng khá dễ chịu để cùng bạn bè, người thân có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một tuần làm việc bận rộn. Là địa phương có ngành du lịch phát triển nên La Ghi có khá nhiều điểm lưu trú khác nhau. Trong đó, nhà hàng khách sạn Nhật Minh được đánh giá cao không chỉ bởi nét đẹp hiện đại sang trọng mà còn là công trình hữu ích, góp phần đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân La Ghi cũng như du khách gần xa đến thăm và làm việc tại vùng biển phía nam hiền hòa của tỉnh Bình Thuận. Nằm trên tuyến đường trung tâm của thị xã, nhà hàng khách sạn này tọa lạc trong khuôn viên có diện tích hơn 7.000 m², không gian thoáng đãng và ngập tràn cây xanh. Khách sạn có khoảng 65 phòng nghỉ với các tiêu chuẩn khác nhau, được bố trí nội thất hiện đại, phù hợp với phần đông nhu cầu nghỉ ngơi của du khách hiện nay. Theo đại diện đơn vị, để thu hút khách du lịch, doanh nghiệp đã đầu tư một khu phức hợp bao gồm phòng nghỉ, nhà hàng, đa dạng hình thức tổ chức tiệc, sảnh hội nghị, tiệc cưới và khu cà phê sân vườn phối hợp điểm tâm sáng với không gian thoáng đãng. Dạ thì nhằm đáp ứng nhu cầu của khách thì khách sạn của chúng tôi có mở thêm khu massage dành cho những người mà có nhu cầu nghỉ ngơi và thư giãn, và trong đó mình mở thêm là khu vui chơi dành cho thiếu nhi và hồ bơi. Với những du khách ngại di chuyển nhiều, có thể lựa chọn phục vụ bữa sáng ngay tại khu vực phòng nghỉ. Ở mỗi tầng lầu khách sạn đều có bố trí bàn ăn ở tiền sảnh. Đây cũng là địa điểm thích hợp cho những cuộc trò chuyện gia đình ấm áp. Khách sạn thì chuẩn bị thêm mở rộng thêm hồ bơi và phòng tập gym để cho khách sạn ngày càng tốt hơn. Từ vị trí phòng nghỉ, chỉ cần mở cánh cửa, du khách đã cảm nhận được không khí mát mẻ và hương vị của đồng quê tràn vào. Xa xa là cánh đồng lúa chín đang vào mùa gặt, ngắm nhìn con đường tấp nập dẫn vào trung tâm thị xã sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời cho kỳ nghỉ cuối tuần bên bạn bè và người thân để lấy lại tinh thần cho một hành trình mới. Điều này cũng là mong muốn hướng đến của khá nhiều thương hiệu Việt trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng hiện nay.